Mến chào quý vị và các bạn. Trong video tiếp theo này, mình sẽ mời quý vị và các bạn xem một cái lợp lưới bắt cá mà mình đã vừa đặt vào tối hôm qua ở một cái đìa trồng bông súng. Dự kiến ban đầu thì là chỉ đặt để bắt cá sặc thôi, nhưng mà sau khi buổi sáng ra thăm thì trong cái lợp này nó có được cá sặc, ốc và cả hai con rắn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng xem nha. Ngay đây là cái vị trí mà mình đã đặt lợp. Hôm qua thì ngay vị trí này nó có một cái bọt cá sặc thôi, nhưng mà không ngờ đặt cá sặc lại dính được hai con rắn như thế này. Từ ngay đây nhìn xuống thì quý vị và các bạn có thể thấy những con cá sặc nó đang bơi bơi ở trong cái lợp lưới này. Còn con rắn thì nó đang nằm ở cái góc này đây. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu dỡ lợp để đem lên bắt cá và mấy con rắn này ra nha quý vị và các bạn. Đây là cái lợp sau khi mình đã đem lên bờ. Để quay gần hơn cho quý vị và các bạn cùng xem hai con rắn và một số cá sặc với ốc bu. Với cái lợp lưới này thì nó không có chỗ để mở và bắt cá ra và rắn ra, mà nó sẽ bắt ra bằng cách ép cái khung của lợp lưới lại thì cá và rắn sẽ lọt ra ngoài theo cái đường mà nó đã chui vào. Và đây mình đã chuẩn bị một cái xô để ép cái khung của lợp xuống cho cá và rắn cùng với ốc vào xô. Nó dạng giống như một cái lò xo vậy. Đây, cá, ốc và rắn đang bắt đầu từ từ lọt xuống. Rồi, và mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha.